Xin chào quý vị và các bạn. Đêm nay và rạng sáng mai, do hình thế gây mưa hội tụ gió lên đến độ cao 5.000m, nên tại khu vực vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ, nơi sự hội tụ gió diễn ra mạnh mẽ hơn, lượng mưa có thể đạt mưa vừa, có nơi mưa to, cùng với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất nên người dân cần hết sức cảnh giác. Còn vào thời điểm ban ngày, ngoại trừ khu vực vùng núi vẫn còn mưa bất chợt thì các tỉnh thuộc Trung Du và Đồng Bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, mưa có xu hướng tạm thời giảm. Trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cũng nhích dần, trưa chiều trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Sang đến 2 ngày tiếp theo, tức là ngày mùng 10 và 11 tháng 5, nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tiếp tục tăng thêm khoảng 1 đến 2 độ, gây ra cảm giác oi bức. Còn về chiều tối và đêm sẽ lặp lại trạng thái mưa rào rải rác và có nơi có dông. Lưu xuống miền Trung, tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới, mưa rải rác cũng xuất hiện về đêm và sáng. Còn vào ban ngày, nhiệt độ vẫn có thể lên đến ngưỡng 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ tại khu vực vùng núi phía Tây. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết tương đối ổn định, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 30 đến 33 độ. Lưu xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới trời nắng vào ban ngày với mức nhiệt phổ biến từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ có nơi cao hơn tại Nam Bộ. Lưu ý riêng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, do vẫn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo nên khu vực có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, đi kèm với các hiện tượng sấm sét, gió mạnh nguy hiểm trong cơn dông, người dân cần đề phòng. Trên biển, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trong 3 ngày tới có gió nhẹ, mưa vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng. Còn với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác về chiều tối ngày mùng 9 đến ngày mùng 10. Gió nhẹ, thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải. Bản tin thời tiết cuối ngày mùng 8 tháng 5 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!